dưới sang hàng rào cắn vào đây. Đừng lên anh ơi. Bây giờ đang chơi đang. Liên tục cắn vào. Không cắn liên tục cắn vào. Liên tục cắn vào không phải. Không phải chảy mắt. Này 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 đâu vậy? Không để cho con bảy rời bước, đang phải khuỵu hai chân trước xuống để đỡ được tiếng đòn này. Con tám rất mạnh, đối tượng vẫn chưa số con tám đó là già được những tiếng đòn cán rồi. Thấy các cặp đấu diễn ra rất hay, những pha đánh rất vùng vổ, rất mạnh. Không ra được bình luận chủ chốt thì không phải lăn trưởng lăn lì sẽ quay lại tấn công lại ngay.
Liên tục trải qua 6 phút đồng hồ, hai chiều thi đấu. Liên tục nhưng đầu không đẩy lên. Rất chấn tượng của tám. Vâng, không đẩy không rất chấn tượng là đến đòn quyết định. Đọc của mình đọc mắt. Vâng. Có vẻ như máu chảy ở khóe mắt ông trời sẽ không đẩy. Và máu chảy ở cổ cũng như ở hầu và không đẩy. Đấy. Không đẩy như đang đứng hơi ngán như vậy. Con này hai con này con nào lại được sừng nó hơi ngắn tí lại trúng dường như hai phải mất quả 08 đang chảy rất nhiều máu mu hùng đánh ấy ấm tròn về 07 cũng như 08 số 10 chủ động tấn công nhiều hơn. Vẫn đã trải qua 2:20 rồi mà heo châu vẫn thi đấu. Số 10 rất hung hăng. Số 10 là ở doanh nghiệp Mạnh Sơn, thôn 4 Việt Thành, Trấn Yên. Quý vị vừa rồi các vị khán giả đã để ý rằng là ông trời số 09 đã bị tung một miếng lông đó. Vâng, đúng ra. Vâng, bởi vì ông trời số 10 vừa rồi đã tung ra miếng đòn hổ lao rất là mạnh. Nhưng từ đó giờ chưa có miếng đòn độc hiểm nào. Ông trời số 10 có bộ sừng rất đẹp. Rất ấn tượng ông trời số 10 bởi vì ông trời số 10 tung ra miếng đòn. Nhưng ông trời số 09 cũng rất là lì. Đúng là rất là gan lì. Vâng, bây giờ được một miếng cắn. Nhưng công chín đang bật lại rồi. Lại cắn lại nhưng ngay sau đó thì đã rút được ngay. Vâng, 10 đã cắn công chín rồi. Đã cắn vào phía bên của công chín. Thiết hầu hết. Vâng, công chín đã bật lại ngay và một miếng cắn ở phía tử của 10. Thank you.
nữa đề nghị toàn thể khán giả đang đứng trước khán đài A lên ngồi xuống, bởi vì có rất nhiều các quý khách quý của phía ban tổ chức, các vị đại biểu ngồi ở phía sau không thể theo dõi được. Không, dựng đứng lắc sức mạnh của 09 cũng như 10. Và bây giờ thì 10 nãy đẩy 09 rồi. Đúng là ăn miếng lại trả miếng. Liệu 09 như thế nào đây? Vâng, 10 đẩy sát về phía khán đài B. Dừng rất lì lắm. Rất đoàn trưởng gần lì. Hai ông chủ châu đang cười rất tươi. Tôi phải cảm ơn rất nhiều đến các ông chủ châu đã nuôi dưỡng, nuôi dạy cho châu của mình có những đánh đòn hay, những pha đánh rất đẹp, đã công hiến cho toàn thể các vị khách quý và bà con nhân dân du khách gần xa được thấy và chứng kiến. Trận giải năm nay thì chất lượng châu cao hơn các năm ngoái. Vâng. Đúng như theo giới chuyên môn đánh giá thì cặp đôi này là cặp đôi đánh đẹp, tung ra nhiều những cái pha làm cho chúng ta phải rung mình, nhưng chưa tung ra những đánh đòn hiểm độc như móc mắt hoặc là cắn hông. Có thể nói là công châu rất khỏe, công 9 và 10. Bây giờ đồng hồ ban tổ chức đã trải qua 15 phút đồng hồ. Tiếp tục hai ông châu thi đấu. Thỏa mãn cho chúng ta các du khách thập phương. Chúng ta mua vé và để xem trò châu. Bởi vì với thời tiết ủng hộ như thế này, các ông châu rất là sung mãn. Với thời tiết hơi mưa nhẹ nhẹ một chút, không khí của những ngày đầu xuân, không khí Tết vẫn đang còn. Và chúng ta được đổi về với sân số trại xã Đông Cương. Và chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa ông châu số 09 và số 10 đang thi đấu tới 16 phút, trên 16 phút rồi. Nhưng liên tục hai ông châu vẫn tì sừng, vẫn đẩy và tung ra những miếng đòn về phía đối phương. Thỏa mãn khi chúng ta mượn tấm vé trên tay và bước vào thí sân số trại. Chúng ta hãy cùng rút ra những chiếc điện thoại ra để quay những video về quảng bá cho anh em bạn bè. Và vào những vòng ngày mai các ông châu tài sẽ được lọt. Cùng chơi như ra được miếng cáng, nhưng ngay sau đó 12 rất nhanh gỡ lại. Và hôm nay ông cho đang tỉ sừng rất chặt ở giữa sân chơi. Ông hồ chơi đang tỉ sừng rất chặt ở giữa sân chơi, đang chờ đợi sơ hở. Ông Châu chưa tung ra được miếng đòn nguy hiểm. Chỉ với những miếng lắc sừng, miếng tì sừng rất mạnh về phía nhau. Vâng, rất hay, 12 đang tấn công 11. Và chúng ta sẽ chào vào tay nữa thật lăng nhiệt để giành thành phố Anh Châu. Vâng, 11 vừa rồi đặt ra một miếng đoàn cáng và sừng đẩy liên tục 12. Nhưng sau đó 12 tấn công lại ngay. Tốc độ đánh rất nhanh. Bộ này có vẻ như khỏe không? Vâng, 11 đã bị 12 đẩy rồi. Chưa nói lên điều gì hết khi các ông chơi phải tung ra những miếng đòn nguy hiểm. Chúng ta đã thấy thì 11 vừa rồi đã cắn vào gần khóe mắt của ông chơi số 12. Nhấc hai chân trước của ông chơi số 12 lên. Nhưng 12 lại vỡ lại được ngay. Có thể nói rằng tốc độ đánh của hai ông châu này rất là nhanh, rất khỏe. 12 chưa nói lên điều gì thì hai ông châu vẫn đang tiếp tục thi đấu.
Hùng Hàng Châu đang tìm sơ hở. Chỉ cần sai xem là bị đối phương tấn công. Hai bộ sừng của Am Châu dường như là ngang nhau. Với trọng lượng của ông Châu số 12 là 700 kg, còn 11 chỉ có 600 kg thôi. Bây giờ là thấy thì 11 cũng rất là hung hăng, không phải nhỏ con mà hung hăng đâu, nhỏ con nhưng gan rất là to. Một lần tấn công, hai ông Châu với tốc độ đánh rất nhanh, rất khôn khéo, luôn luôn ghi sát mặt xuống dưới đất để tung ra lưới đòn hơn. 11 vừa rồi đã có bốn vả gần ở khóe tay 12. Rất khôn khéo, chỉ cần lệch người hoặc dài sừng là bị đối phương tấn công. Sẽ rất nguy hiểm khi cáo vào hầu hoặc là móc bắt. Đúng là chất lượng châu năm nay của các huyện thị thành phố cả nước được đổ về thì sân chiếu chọi Đồng Quương ngày càng chất lượng hơn. Vâng, bây giờ 11 đã bóc bắt 12, nhưng 12 lại gỡ lại ngay. Vâng, đúng là 11 nhỏ con hơn nhưng gan rất là to, tiếp tục chủ động. Và chúng ta được thấy thì cặp sừng của 11 rất là đẹp. Ấn tượng đối với Châu 11 có những miếng đòn cáng rất khéo. Nhưng chưa nói nên điều gì hết khi hai ông Châu vẫn đang tiếp tục thi đấu. Đúng chứ, cần sơ hở là bị đối phương móc mắt hoặc cáng đầu luôn. Vừa rồi thì 11 đã tìm ra sơ hở của 12, vừa rồi đã có một miếng cáng nhưng 12 có vẻ khỏe hơn. Dài sừng là đỡ lại. Miếng đánh rất thấp của ông Châu số 11. Thế chỉ cần miếng đánh hơi cao là bị đối phương múc ngay. Một thời gian đã trải qua hơn 5 phút đồng hồ. Hai ông Châu thi đấu liên tục, nhưng hai ông Châu từ đầu đến giờ vẫn chưa tung ra được những miếng đòn độc và hiểm. Chỉ gọi là cáng sau đó sẽ đối thủ gỡ lại ngay. Chúng ta cùng chờ đợi xem ông Châu nào sẽ giành chiến thắng đây. Dường như với buổi chiều ngày hôm qua, với sự bốc thăm của các ông chủ Châu, bốc thăm bầu chọn cho mình đối thủ lặng thú. Vâng, rất nhanh, rất mạnh. Và chúng ta thấy thương 12 đã đẩy 11. Vâng, 12 rất khỏe, với trọng lượng nhiều hơn 700 kg, cho nên luôn luôn lợi dụng sức khỏe của mình. Trong trò chơi cũng cần phải thông chơi có nhiều sức khỏe, cũng như phải có những miếng đòn đập và hiểm thì đối phương mới chút sợ được. Từ đầu trận đấu tới giờ, các cặp châu luôn luôn cống hiến cho chúng ta những trận đánh rất là lè lửa, kịch tính và hấp dẫn. Vậy toàn thể các quý vị khách quý khán giả, chúng ta hãy về quảng bá cho anh em bạn bè, chắc chắn rằng là
ngày mai sẽ hứa hẹn cho chúng ta. Những ông châu tài của ngày hôm nay sẽ chọn ra 16 ông châu để thi đấu và chọn ra nhà vô địch của giải năm nay. Thưa quý vị khán giả đang ngó đầu vào các hàng rào rất nguy hiểm. Nếu như con châu dư vào hàng rào sẽ làm cho các vị khán giả dễ bị thương. Đúng như các vị khán giả thì bạn đối tôi đã thông báo là đã cố tình nếu như xảy ra tai nạn thì các vị khán giả phải chịu trách nhiệm. Tới 10 đâu, 11 tập tới 10 thì cùng cái bé cổ này. Hoa cơ mà. Đúng là 12 có trọng lượng nhiều hơn, cho nên là luôn luôn thể hiện sức mạnh của mình. Rồi. Đẩy 11. Hồi nãy như tôi cũng 78 vâng, thời gian đã trải qua được 10 phút và hàng châu vẫn chưa được quyết định. Những bộ sừng tương đối giống nhau cho nên là khó có thể tung ra được miếng đòn nguy hiểm. Nguyên đòn tỷ sừng và chúng ta thấy thì chỉ cần đối phương dài sừng là bị lắc ngay. Đúng theo quy định, lấy ông châu sợ nhạc. Vòng 12 lấy sức đẩy Mimosa. Liên tục, tổng hợp 2. 11 đã cắn 12 rồi. Và chúng ta cho chàng tay thật nồng nhiệt để dành tặng tới ông châu. Vâng, rất hay. 12 chỉ lấy sức. Đúng là lấy thịt đẩy rồi. Liên tục đẩy 11. Tụ chim, tụ chim đâu. Tụ chim rồi. Cố đẩy thịt đẩy rồi. Đó. 12 có vẻ tầm đánh hơi cao. Chúng ta đã được thấy thì 11 đánh với Hàng Châu đã nhả sừng. Và 12 đang lợi dụng sức khỏe để đẩy 11. Đang lấy những sức bình sinh của mình để ép nó sừng. Vâng, 13 gấp nhiều xong rồi. Vâng, Châu Tài đã ra hiệu trả châu. 14 đang tiến vào 11. Chắn là 14 vừa tung ra một miếng hổ vô rất mạnh. Bởi vì rằng là theo quan sát thì 13 chỉ sơ hở thôi. 14 tấn công ngay. Con 13 lấy mắt. Vậy nên hai ông châu đang thi đấu ở góc 1-8. Đó là một cắn sừng thôi. 13 lo kìa. 13 rất khôn khéo tung ra miếng đòn tưng tưng như là móc mắt nhưng 14 đã cứu lại ngay. Rồi cáng vào gần phía tay cầm phía mắt của 14. Nhưng đánh của 13 sắc sảo. Vâng, liên tục 14 đang lợi dụng sức khỏe để đẩy 13. Bây này ông châu đang bị quá sừng. Qua là hành mấy cặp đầu chán quá. Đến đầu vẫn trong nguyện. Mới con một con đi ở đâu đó. Mới con đi ở, mới con đi ở. Con vừa kiêm chơi kiêm khó. Với muốn liên tục đẩy người ra. Với cân nặng giống nhau. Vòng ngực, chiều cao cũng như dài châu đều tương đối giống nhau. Để ra chạy rồi, hụt cái rồi. Sự lên đường dưới nhất khi Hàng Châu chỉ có những miếng tỷ sừng. Vâng, chúng ta thấy rất mạnh đúng không ạ? Ở phía xa xa đều nghe đánh tiếng. Vâng, 14 đã thắng rồi ạ. 13 thắng 14 rồi. Vâng. 13 đã thắng. Vâng, 14 đã dỡ được thành công. Vâng, 14 có thể không được quát cắn vào dưới chân của
đèo các sới chọi, nhưng tôi chưa thấy bao giờ có trận đấu mà đánh ở tầm rất thấp. Đánh ở tầm rất thấp, tôi muốn lên, nhưng tôi muốn có vẻ rất là gan đi, bởi vì đối phương chưa ra được miếng đòn nguy hiểm. Các vị khán giả đôi lúc cũng phải cười lên bởi vì miếng đánh rất hay. Bao đá rồi. Chỉ cần sơ ở khoảng 15 thôi. Chúng ta thấy thì 16 vừa rồi đã vừa tung ra được một miếng đánh. Nhưng phải có những miếng chạm sừng, từ sừng thì hai ông chơi với thi đấu tốt nghiệp được. Chúng ta thấy thì 15 với sức khỏe và bộ sừng rất đẹp, vừa rồi đã tung được miếng đánh thì 15 đã giành chiến thắng. Vâng, trọng tài đã ra hiệu thả chạy. Chạy luôn. Chúng ta được thấy thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.